Để cho Út Nhứt đứng tên sổ tiết kiệm đó và Bùi Hồ sẽ hướng dẫn. Mỗi khi mà Út Nhứt có đi rút tiền ở sổ tiết kiệm á, thì Bùi Hồ sẽ đi rút và quay lên cho cô bác quý anh chị biết luôn. Tại vì đây là số tiền của Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho Út Nhứt và ông cụ Phòng Hờ 100 tuổi già. Út Nhứt hiểu không? Hiểu. Đây là Quý Mạnh Thường Quân gửi cho Út Nhứt và ông cụ. Bùi Hồ nhắc lại một lần nữa ha. Đấy. Hả, mình nói gì ra, nói giỏi, ngoài bốn anh em mình ăn không được gì đó. Là xuống này ăn thấy nó ngon hơn hả? Ừ. Nó yếu, cũng như là nó không có biết khi chuyện gì đó, mình kêu nó làm thinh làm hới đi, để cho hầy hở, nó lỡ người ta say, vậy đó cho chắc ăn hơn. Rồi anh nói vậy nhưng vợ nói làm sao? Thì nó nói là nó biết rồi, cái chuyện không có mà, nhưng mà mình đặt chuyện ra mình nói gì để cho mấy bà tin, hiểu không? Tên anh Út Nhứt. Ồ, sao tự nhiên mấy cái tên của anh rất là đặt, cái tên nó rất là khó nghe, cái tiếng nó rất là mình dội vô trong cái khoảng cách con người của mình dội, mình có cái máy mình dội vô, mình dội vô cái con người của anh đó, hiểu không? Nó rất là cái tiếng của anh ở trong người của anh đó, là tôi gọi hoàn toàn vô, là tôi gọi trong người của anh là tên dưới luôn, phải không? Tôi gọi ngay trăng của anh. Tôi chụp vô cái máy, tôi chụp vô là cái tiếng của anh nó rất là đặt, cái tên cha mẹ của mình đặt cái tên nó rất là nó khó nghe. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà Út Nhứt. Cũng như đã nói thì ngày hôm nay Bùi Hồ sẽ thay mặt Quý Mạnh Thường Quân, thứ nhất là bạn Ngân ở quận 3 của thành phố Hồ Chí Minh gửi một cái kiện quà này, và thứ hai là chị Annie ở Úc gửi cho một cái vali quần áo như thế này. Thì tí xíu nữa là quà gì thì Bùi Hồ sẽ lên nhà sẽ cùng mở ra với Út Nhứt để cho cô bác quý anh chị cùng xem luôn ha. Và ngày hôm nay thì đến đây cũng thông tin với cô bác quý anh chị là gia đình của Út Nhứt á, cái sợ nhất là cái phần tốn tiền điện đó, nên thành thử là trong cái quá trình nhận hỗ trợ thì Bùi Hồ cũng nhận được một sự hỗ trợ từ anh Phước ở Anh, gửi 100 bảng Anh để mà cho Út Nhứt đóng tiền điện và tiền nước. Và cái việc đóng tiền điện, tiền nước thì Bùi Hồ sẽ xử lý là sẽ liên kết với ngân hàng để trừ cho Út Nhứt luôn. Và cái việc đó thì Bùi Hồ sẽ thông báo sau ha. Một lần nữa thì trước khi vô nhà thì cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho gia đình Út Nhứt nói riêng và hoàn cảnh khó khăn nói chung, và đồng hành cùng với lại Bùi Hồ, Một Đồng và Út Đồng Tháp trong suốt những cái hành trình gặp gỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Mời cô bác anh chị cùng lên nhà với Bùi Hồ ha. Chào ông Cường. Dạ. Chào Út Nhứt, ông nghỉ ngơi tí xíu con sống con cho vui. Ông cụ này thấy khỏe ha. Chào. Con chào ông cụ. Dạ. Đây. Út Nhứt. Bà để cái hộp đồ ở đây đi. Bây giờ Út Nhứt ngồi đây tí xíu đi cho Bùi Hồ đi vòng vòng ngôi nhà tí xíu. Kính thưa với cô bác quý anh chị, là trong thời gian mà xây nhà Út Nhứt thì Bùi Hồ phải nói là khi mà để số điện thoại lên đó, rất là nhiều cô bác quý anh chị đã gọi điện thoại cho Bùi Hồ về mua khô, về hỏi thăm sức khỏe Út Nhứt, tình hình Út Nhứt cũng như là ủng hộ cho gia đình Út Nhứt. Nhưng mà trong thời gian đó thì Bùi Hồ cũng khá là bận bịu với những cái công việc mà hậu sự ở trong gia đình Út Nhứt á, thì không có nghe điện thoại được. Thì rất mong cô bác quý anh chị thông cảm cho Bùi Hồ ha, tại lúc đó cũng quá bối rối. Có rất nhiều ý kiến cô bác quý anh chị rằng là ngôi nhà của Út Nhứt á, một phần là không hợp phong thủy, hay những cái lối ga, hay những cái nơi đặt giường tủ để ngủ đó. Thì thông tin với cô bác quý anh chị là ngôi nhà của Út Nhứt á, bây giờ nói phong thủy một lần này nữa thôi nha cô bác quý anh chị. Ngôi nhà của Út Nhứt là ngôi nhà cắt theo quy cách ngôi nhà cũ, có nghĩa là ngôi nhà cũ như thế nào thì ngôi nhà mới cất theo như vậy. Và thậm chí là cái nơi đặt cái giường ngủ thì cũng như vậy. Cái cửa của nhà Út Nhứt thì trước đây cái cửa cũ nó vẫn giống như vậy, nó không khác về phong thủy ha. Còn cái ngôi giường, cái giường mà của bà cụ hôm trước mà ngủ á, thì đây là của cái ngôi giường của ông cụ ngủ, nó cũng giống như vậy, và cái cách đặt ngôi giường nó vẫn giống như vậy. Nó nói về mặt phong thủy để mà cho những người ở trong nhà nó có sức khỏe yếu đi hay là bệnh nặng hơn á, thì vấn đề này thì Bùi Hồ cũng không biết giải thích như thế nào, nhưng mà nó rất là giống với ngôi nhà cũ, nên cô bác quý anh chị cứ an tâm. Mặc dù là Bùi Hồ cùng với các anh em không hiểu gì về phong thủy, nhưng mà người ta nói là cái số phần nó quan trọng hơn là cái phong thủy rất là nhiều. Và cái vấn đề này nữa này cô bác quý anh chị, đây là cái ngôi nhà của Út Nhứt á, nói về một cái cửa sổ ra thì mình sẽ có rất là nhiều chuyện để bàn. Nếu như không khoét cửa sổ á, thì mà sẽ không lấy được ánh sáng. Khoét cái cửa sổ á, mà nó nằm ngang như vậy á, thì lại cho nó giống một cái gì đó nó hổng linh. Mà nếu như mà khoét xéo á, thì lại cho rằng là nó không có thẩm mỹ. Mà không khoét thì không có ánh sáng. Để mà người ta thường nói một cái câu là đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì. Thật ra là Bùi Hồ là người thay mặt cho tất cả các quý mạnh thường quân để mà cất được một cái ngôi nhà hỗ trợ cho Út Nhứt. Rất cảm ơn tấm chân tình của quý cô bác quý anh chị. Tuy nhiên á, mà để ngôi nhà mà để 1.000 người xem, khoảng 100 ý kiến nó cũng đủ khá là đau đầu. Đau đầu cho Bùi Hồ, cho những người giúp đỡ và cho những người ở trong nhà. Chẳng hạn như thế này, khi cắt một ngôi nhà đẹp lên á, thì cô bác quý anh chị khen á, cắt ngôi nhà lên cô bác quý anh chị khen đẹp, thì những người sống ở trong ngôi nhà họ cảm thấy an lòng. Vì tâm linh là chỗ dựa mà. Nếu như mà cô bác quý anh chị nói rằng ngôi nhà này xấu, phong thủy không tốt, thì những người đang sống ở trong cái ngôi nhà này họ sẽ cho rằng ở ngôi nhà này phong thủy không tốt. Họ sẽ có cảm giác là hoang mang, lo sợ, thì sinh ra bệnh tật. Đó là một điều hiển nhiên đúng không cô bác quý anh chị? Nên thành thử ra ngôi nhà này á, thì tất cả là theo lối kiến trúc của ngôi nhà cũ. Và cái cách đặt ngôi giường vẫn giống như vậy. Bùi Hồ chỉ tin một điều thôi, đó là luật nhân quả. Nhân quả nhãn tiền. Út Nhứt đã hơn 10 năm để nuôi ba mẹ mình. Ngày hôm nay Út Nhứt được hưởng là một phần nhân quả của người con hiếu thảo đã cảm động đến ơn trên hỗ trợ cho gia đình Út Nhứt. Cô bác anh chị làm điều sai thì sẽ gặp quả đắng. Người ta nói trồng cây nào gặp quả đó mà. Nếu như á, mà phong thủy mà nó quyết định toàn bộ cái vận số, vận mệnh của một con người á, thì người ta sẽ tin phong thủy. Ví dụ như mà cô bác anh chị một người nào mà tham gia làm một cái công việc nào đó bị tội lỗi, đúng không? Cắt một cái căn biệt thị lớn lên phong thủy cực kỳ tốt, mà làm một cái công việc nào đó nó sai trái, vi phạm pháp luật thì phải trả giá bằng cái việc dưới pháp luật thôi, đúng không cô bác anh chị? Nên trước khi mình tin phong thủy thì mình phải tin về luật nhân quả. Và ngày hôm nay là Út Nhứt là một điển hình. Và cũng rất cảm ơn cô bác quý chị Mạnh Thường Quân đã đồng hành. Những bình luận tích cực có, tiêu cực có. Tích cực á, thì mình cảm thấy mình có động lực hơn để mình đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khác. Những cái tiêu cực á, thì mình rút kinh nghiệm cho cái bản thân của mình và cho những hoàn cảnh tiếp theo. Dù sao đi nữa thì những bình luận của tất cả các cô bác quý chị đã giúp cho Bùi Hồ và các anh em, những người làm YouTube như thế này, có thêm một cái động lực, có thêm một cái kinh nghiệm, một bài học quý báu cho bản thân trong cái thời gian sắp tới. Và mình Bùi Hồ sẽ dừng tạm gác cái việc mà nói về việc phong thủy đến đây, giải thích cho cô bác quý chị hiểu thêm. Tại vì Út Nhứt cũng nói trời nghe phong thủy rồi ghét người Út Nhứt mệt quá Bùi Hồ ơi, người nói tới nói lui Út Nhứt cảm thấy mệt luôn á. Ở ngôi nhà mình cũng cảm thấy khá là mệt. Ngôi nhà mình cảm thấy một là gió mát, đủ ánh sáng đó, và những người trong nhà sống dung hòa với nhau là đủ rồi. Thôi thì bây giờ bỏ chuyện đó qua bên, nhắc đến cái chuyện vui nha cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì đến đây là tiếp tục thay mặt Quý Mạnh Thường Quân là bạn Ngân ở Sài Gòn, ở quận 3 với lại chị Annie Nguyễn, chị Annie ở Úc gửi 2 phần quà. Út Nhứt xuống đây đưa Út Nhứt. Quay qua Út Nhứt ra. Đây. Đây là cái chị Annie ở Úc. Biết chị Annie không? Cũng có từng gặp Út Nhứt. Cái chị quà này là đem ở Sài Gòn đem xuống mà để ở nhà Bùi Hồ á. Thì ngày hôm nay mới khui ra. Lý do đơn giản là nhà Út Nhứt thì lúc cắt á, nó bị lu bu quá nên là nữ để đồ thì nó càng thêm gườm gà. Đây là những cái chuyện quần áo cho Út Nhứt và anh Tú. Út Nhứt cái chia hoặc là cho ba của mình gì đó ha. Thì Út Nhứt đây những cái kiện hàng, những cái đồ quần áo rất là mới gửi cho Út Nhứt, anh Tú và cũng như là ông cụ ha. Rồi này để đó, để quần áo thì mình sẽ không có lục ra hết. Đây là của bạn Ngân luôn. Bạn Ngân ở quận 3 cũng đồng cảm thương cuộc sống của Út Nhứt lắm. Nên là nữ là Bùi Hồ khui ra nha. Lúc nãy thì cũng đã khui ra xem mà. Đây là quần áo. Có nhiều cô bác anh chị lại nói là đồ của người ta mà sao tự ý khui ra. Thật ra khi mà mình nhận hàng mà không khui ra thì mình biết người ta gửi cái gì cho mình và cách hướng dẫn thì như thế nào. Và vậy 9 người 10 ý, có người thì nói nên khui, có người nói không nên khui, mệt lắm. Nhưng mà thôi thì cũng cố gắng. Đây là cũng là có giày cho Út Nhứt nữa nè, có áo ấm nè, rồi có quần áo dưới này nữa nè ha, cũng rất là nhiều luôn hơn cô bác anh chị. Đây là bạn Ngân với là chị em đi. Rồi Út Nhứt cũng có nói gì không? Út Nhứt cũng cảm ơn nhỏ em Ngân với chị Nguyệt, chị Anh đó, chị Anh ở Úc, chị Anh ở Úc. Út Nhứt cũng cảm ơn rất là nhiều. Bùi Hồ sẽ thay mặt cho chị Annie với lại bạn Ngân gửi quà cho Út Nhứt. Cái thứ hai là thông tin với Út Nhứt á, là tiền điện của Út Nhứt thời gian tới sử dụng nước, điện nước sẽ không cần lo nữa. Và đây là cái phần này á, là được anh Phước ở Anh hỗ trợ cho Út Nhứt 100 bảng Anh ha, là tương ứng với 3.052.000. Thì sau này á, thì đi làm sổ tiết kiệm cho Út Nhứt á, thì mình sẽ nộp tiền vô cái ví tiền điện đó luôn. Và khi mà đến điện thì điện tự trừ ra, Út Nhứt không cần lo tiền điện nước nữa. Có nghĩa là mình nộp cái ví vô đó sẵn rồi, có tiền giống như mình có tiền trong cái bóp sẵn á, thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho Út Nhứt để sẽ làm chuyện đó, nộp vô cái tài khoản của Út Nhứt, là điện nó sẽ không có lại thu ở nhà nữa, mà tới tháng là tự trừ. Út Nhứt khỏi cần lo khoản đó nữa, được chưa? Được ha. Cái khoản thứ hai là chiều nay mua xe thì mình sẽ một hai ngày nữa mình sẽ đi làm sổ tiết kiệm. Khi Út Nhứt có đầy đủ sức khỏe mình sẽ xuống trung tâm huyện mình làm, và làm ở ngân hàng theo Út Nhứt. Và khi làm sổ tiết kiệm này thì Bùi Hồ cũng có thông tin là tại vì Út Nhứt là không biết chữ là cái thứ nhất nè, hồi đó giờ không có giao tiếp với ngân hàng là cái thứ hai, thì Bùi Hồ sẽ hướng dẫn. Ở clip trước Bùi Hồ có nói là sẽ có thể hỗ trợ cùng đứng tên với Út Nhứt. Tuy nhiên thì có rất là nhiều cô bác quý anh chị cũng đã có góp ý, và Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn góp ý của cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ quyết định là để cho Út Nhứt đứng tên sổ tiết kiệm đó, và Bùi Hồ sẽ hướng dẫn. Mỗi khi mà Út Nhứt có đi rút tiền ở sổ tiết kiệm á, thì Bùi Hồ sẽ đi rút và quay lên cho cô bác quý anh chị biết luôn. Tại vì đây là số tiền của Quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho Út Nhứt và ông cụ Phòng Hờ 100 tuổi già. Út Nhứt hiểu không? Hiểu. Đây là Quý Mạnh Thường Quân gửi cho Út Nhứt và ông cụ. Bùi Hồ nhắc lại một lần nữa ha, đây là số tiền của tất cả Quý Mạnh Thường Quân gửi các nhà cho Út Nhứt, và tiền dư còn lại là gửi cho Út Nhứt chăm lo cuộc sống sau này và cho ông cụ 100 tuổi già khi ốm đau. Nên có vấn đề gì đó Út Nhứt rút ra thì Bùi Hồ sẽ chở cho Út Nhứt đi rút ra, quay lên cho cô bác quý anh chị biết. Và cái sổ tiết kiệm đó chỉ một mình Út Nhứt đứng tên thôi. Ví dụ Út Nhứt nói Bùi Hồ ơi, hôm nay Út Nhứt đi rút tiền, Bùi Hồ chở Út Nhứt đi rút được không? Rồi Bùi Hồ quay lên cho Quý Mạnh Thường Quân biết luôn. Út Nhứt đồng ý không? Đồng ý. Và sổ tiết kiệm này chỉ một mình Út Nhứt đứng tên. Nhắc lại là chỉ một mình Út Nhứt đứng tên. Và tất cả mọi thứ đều phải được quay lên. Tại vì mỗi lần giúp một người á, thì nó rất là khó. Mà thời gian sau này không phải Quý Mạnh Thường Quân sẽ giúp Út Nhứt hoài, mà còn những cái hoàn cảnh khác nữa. Nên tiền này là tiền mình phòng ngừa về sau này, lỡ không giúp nữa mình sử dụng phung phí cái số tiền đó thì rất là uổng công. Và tiền này là Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho ông cụ và Út Nhứt, cũng như là nuôi hai người em anh Tú, hỗ trợ cho anh Tú ăn cơm cũng như là cho anh Cường nữa đó. Nên là nữ là mình sẽ trân trọng cái số tiền này bằng cách như vậy. Đúng rồi. Út Nhứt chịu không? Chịu. Và chịu là như vậy. Chịu ha. Và Út Nhứt cứ đứng tên một mình không sao hết. Cứ an tâm, thì có gì khó khăn này điện qua Bùi Hồ, Bùi Hồ sẽ hỗ trợ hết mình. Và mỗi lần như đi rút vậy là quay lên biết còn nhiêu tiền, giật lý do gì sao biết, đừng cho Mạnh Thường Quân người ta nắm được ha. Tiền này là của Mạnh Thường Quân chứ không phải là tiền của Bùi Hồ, nên gợi ý để cho Út Nhứt có thể biết được. Đúng rồi. Mạnh Thường Quân hiểu cũng hiểu. Rồi, vậy là tiền điện xong đúng không? Tiền điện nước xong, tiền làm sổ tiết kiệm xong đúng không? Chiều nay là mình sẽ đi mua xe ha. Tiếp theo là cái tiền hôm trước là Út Nhứt nó còn tiền mặt là khoảng nhiêu Út Nhứt? Mười mấy triệu cơ. Mười mấy triệu, mười mấy. Cái này đâu 13, mười mấy, mấy trong còn để trong đó. Hôm qua trả nè, để quay cho cô bác của anh chị biết luôn nè. Hôm trước Út Nhứt nó khoảng hơn 20 triệu thì trả là ba tiền cát đá xi măng rồi đó là 3.740.000, cộng thêm một cái bia mộ 500.000 nữa là 3.740.000, cộng cho 500 là 4.240.000, cộng cho 975.000 là 5.215.000. Đây là cái số tiền mà các anh thợ xây rồi cát đá luôn. Thì cái số tiền này đủ trả tiền cho mẹ mình rồi đúng không? Đủ rồi cưng. Đủ rồi ha. Vậy là Út Nhứt trả tiền này rồi luôn rồi đúng không? Xong hết trơn rồi đó cưng. Rồi xong là được rồi. Để quay lên cho Quý Mạnh Thường Quân biết cái số tiền đó. Tại vì hôm trước mình hỗ trợ là 5 triệu tiền kia, đưa thêm 8 triệu mấy tiền sau nữa thì trả là dư rồi. Vậy còn dư là đúng rồi. Rồi bây giờ số tiền đó thì Út Nhứt sẽ chừng nữa gửi vô sổ tiết kiệm luôn hay sao? Út Nhứt cũng gửi vô. Gửi vô sổ tiết kiệm luôn ha. Thì tới đó Bùi Hồ sẽ cộng lên rồi sẽ gửi vô luôn và Út Nhứt đứng tên. Chiều nay mua xe Tiếp theo là Bùi Hồ có nghe bác ba ở xóm nói là Út Nhứt dự định là trao đổi với bác ba về vấn đề là tiền cắt đẳng ông cha gửi cho mẹ là như thế nào. Út Nhứt chia sẻ. Út Nhứt cũng gửi cho ông cha mua gạo thấy những cái người mà khổ với ăn Út Nhứt ngày xưa vậy đó. Út Nhứt như là hỗ trợ cho những người nghèo. Bao nhiêu? 5 triệu. Có nghĩa là tiền cát đẳng là tiền họ những người mà người nhà mất rồi ông cha gửi lại đó. Ông cha gửi lại là tiền cát đẳng là mẹ. Tiền cát tiền mồ đá rồi đó. Thì bây giờ cái số tiền đó Út Nhứt muốn gửi lại cho ông cha để ông cha mua gạo. Mua gạo thấy cho những người nghèo khổ ăn Út Nhứt ngày xưa. Tốt không cô bác quý anh chị? Thì thôi thì bây giờ cái đó thống nhất 100%. Còn nhiêu tiền đó trip 5 triệu gửi cho ông cha để mua gửi cho những cái hộ mà khó khăn giống như mình ngày xưa. Tại bây giờ dù sao thì mình cũng đỡ hơn rồi. Đúng rồi. Đúng vậy ha. Vậy. Út nằm đêm suy nghĩ là Út qua nói với anh ba, nói với Cưng. Không có dám nói cho Bùi Hồ luôn. Sáng nay bác ba Cường nói Bùi Hồ mới biết. Thì thôi cái đó là cái tấm lòng quá quý rồi, biết nhường cơm sẻ áo như vậy là mọi người cô bác quý anh chị ai cũng đồng ý với lại tiền đó là thôi mình còn Mạnh Thường Quân ủng hộ nhiều quá rồi. Thì tiền các đẳng đó gửi lại cho ông cha mua gạo để phát cho những cái hoàn cảnh để hồi hướng cái công đức này cho mẹ mình. Út Nhứt nghĩ vậy đó. Rồi bây giờ sức khỏe sao rồi? Út Nhứt thấy qua giờ Út chở Út Nhứt đi vô nước biển đó. Cái hay ra sáng cái nó khỏe. Khỏe rồi. Bây giờ nghỉ ngơi tí xíu, chiều nay đi mua xe. Chắc gặp anh Tú vô cái chắc nói chuyện với anh Tú con gái quá. Rồi vậy đi ha. Rồi thông tin với cô bác anh chị về cô bác anh chị hiểu rồi ha. Anh Tú ơi, làm gì anh? Cơm. Cơm gì vậy? Canh chua với thịt. Đâu, đâu thịt đâu. Ngon trời. Ngon hả? Dạ ngon. Ngon. Ăn hay ăn đi. Có vợ không chịu lên nhà vợ ăn mà tứ ăn cơm nhà Út Nhứt hoài. Nhà anh Tám hoài. Anh Thịnh hả, mình nói gì ra nói giỏi hoài, bốn anh em mình ăn không được vậy đó. Là xuống này ăn thấy nó ngon hơn hả? Là sao em không hiểu luôn? Mình nói chuyện cái gì nó chổi chổi mình là khó ăn. Chổi là sao, là lấy cái cây chổi vô miệng hả? Không, không phải lấy cây mà nhưng mà lời nói của nó nói ra nó chổi bốn anh em hoài, nói cái gì ra cũng không được cái gì. Ví dụ thì như mình nói công việc gì đó nó chổi hoài khó ăn. Khó nuốt không? Khó nuốt. Khó nuốt. Thì thôi ăn đi chút xíu nữa, mấy anh em mình tâm sự tí xíu ha, để cho anh ăn tí xíu đi rồi mình ra tâm sự với ông cụ đi ha. Ở dưới này dễ nuốt luôn. Dưới này dễ nuốt. Dễ nuốt sao? Như mình muốn nói công việc gì nó rất là dễ nói. Còn mình lại gần đó mình nói chuyện ra khó nói hay đi mẹ. Nói gì ra là nó chổi khó ăn hay đi mẹ. Mà sao em nghe nói là anh là thương vợ anh, mà sao anh nói vợ anh xấu là sao? Không có chuyện giống như là mình nói cái chuyện mà khó ăn khó nuốt. Cũng như mình bốn anh em mình nói chuyện qua lại với nhau qua, có nói xen vào cái là thấy khó nói rồi. Mắc vui ha. Mắc cái niềm vui rồi. Ăn hết nổi luôn hả? Không phải hết nổi mà nhưng mà có cái nó hột vô cái là mắc cái niềm vui rồi. Bây giờ vừa ăn vừa nói chuyện với mấy anh em gì vui không? Dạ vui. Vui ha. Ăn cơm ở đây ngon hay là ăn cơm bên vợ ngon? Ở đây ngon. Ảnh giống như là một người trẻ cứ đói bụng là vô bớn tô là quấn hành động. Nhà mình thì ăn lúc nào luôn luôn cũng ngon. Dạ. Là mình đi ra ăn tụ đi, chút xíu trò chuyện anh Tú. Rồi anh em tụi con chào ông cụ. Rồi hôm nay thấy mặt hồng hào mất hết trong quần luôn rồi. Cũng khỏe rồi. Khỏe lại rồi. Hôm trước gặp mắt trong quần mà quá trời nhiều người lo luôn á. Bởi vì cũng hoàn cảnh buồn ở đây rồi. Thành ra khi con mắt đó này ra nó mất hoài. Bây giờ thì cũng hơi khỏe mà cũng bớt nhớ rồi, từng từ nữa cũng bớt rồi. Nhớ mà điều cũng bớt rồi, cũng khỏe lắm mày ơi. Sáng nay uống được mấy ca sữa không cụ? 2 à. Sáng nay uống 2 ca hả? 2 ca. Sáng nay uống cà mới uống nãy 1 ca rồi. Ồ vậy là sữa này ông cụ uống chịu nên là nữ là mình thấy cái gương mặt hồng hào lợi sức ghê không? Uống không? Với lại mấy ngày nay tiêm bồi dưỡng cho bác á, bác cũng khỏe lại cộng thêm sữa. Tôi hồi trước giờ mấy năm thì trước đi bồi dưỡng không à, giờ nó có sức khỏe tôi cũng mạnh. Dạ. Rồi cách 2 năm cũng hơi không có tiền, nó thiệt không có tiền tim nghỉ 2 năm, chứ còn mấy năm trước tôi cũng bươn vào được tim mà tim hồi đó thì cũng còn rẻ, cũng 7-80 à, bây giờ thì nó phải mắc rồi, làm ra tôi mới tim bồi dưỡng kỳ này được cũng hơi khỏe thật chứ mình chút. Tôi thì tôi chịu có bồi dưỡng không à, đi bao nhiêu trước giờ tôi thấy cũng bác sĩ hồi trước ở đây bị ông mắc rồi, cũng đi mong không à. Tôi ngắm bè gần 2 tháng tôi bồi dưỡng được không hả? Cái đó bác sĩ để hỏi bác sĩ lại ông cụ ơi. Dạ. Dạ khoảng 2 tuần là tiêm lại được á bác. Không hỏi 2 tháng nữa mình bùi. Tại vì sợ không có tiền hay sao? Cũng ghê lắm. 2 năm nữa mình có tí nữa coi. Bởi vì mình ngưng 2 năm rồi. Giờ mình bù dưỡng thì cũng như 2 tháng nữa mình tin được hay không? Dạ được. Bởi vì cách 2 tháng. Ông Nhất ơi, mai mốt là mua cho ông cụ mấy bộ đồ pyjama nha ông Nhất. Chị Mai Trần cũng gửi tiền cũng có nói. Dạ mai trong vài ba bộ đi. Nó đây kêu gì sáng là lựa giải cho ông. 3-4 bộ đi. Cho mấy để mua đi học, mua có bán sẵn luôn. Vài 3 bộ đi. Bữa nào mình đi làm cái sổ tiết kiệm Út Nhất á, rồi đi mua luôn cho nó tiện. Ghé về Thanh Bình mua luôn. Thanh Bình không có anh, Phú Tân mới có. Là có nó giải. Dạ. Lo cho mé. Dạ. Thì tiền Quý Mạnh Thường Quân gửi thì sẽ mua hết, mua từ từ để cho đầy đủ rồi mình dư ra mình gửi tiết kiệm. Rồi anh Tú xong rồi kìa. Rồi con ông cụ nghỉ ngơi ha. Dạ, không tâm sự với ông cụ nhiều để cho ông cụ nghỉ ngơi. Rồi ăn cơm xong chưa? Dạ xong. Ngon không? Dạ ngon. Ăn được mấy dĩa? Dạ được có dĩa một mà ăn mấy lần? Dạ ăn được có 1 lần rồi. Em thấy anh mới 2-3 lần luôn á. Thấy 2-3 lần với tôm dĩa không có cơm. Không có cơm với ăn vậy. Em biết bữa nay anh Tám nấu sao mà ít xịt. Dạ. Vậy chứ có gì? Thì không lẽ đồ ăn không? Đồ ăn không mà bữa nay anh Tám nấu cơm không có trong nồi. Dạ. Dạ. Vậy chứ không nấu cái gì? Không thấy trong nồi với vạch ra không có cái gì đâu. Gì kỳ á. Tới 2-3 lần mà trong dĩa không có. Trong nồi cơm không có gì, cơm ít xịt, đâu có 5-6 muỗng. Có 5-6 muỗng. Mình no không? Dạ no. Thì không em vô em coi nồi cơm mà còn cơm lại á. Nếu mà anh dở ra có hộp cơm nào trong nồi tôi mới sợ. Người sớm cho. Dạ. Ăn với gì? Thì cũng như ăn canh chua với thịt thôi, với cơm giờ có mấy muỗng trong nồi. Thì cũng khác ngang. Dạ mà. Ngon không? Dạ ngon, thì có anh lại cũng như là có không có mình cũng gác ngang cho nó vui. Nhưng mà thấy anh Tám anh nấu cơm ít vậy là anh thương mình hay là anh ghét mình vậy? Dạ ổng thương mình, ổng mới nấu cho mình ăn. Mà sao chiều mình có 5 muỗng cơm mà? Tại vì kiểu như bữa nay cũng nấu ít. Dạ. Chứ không phải là ổng nấu không cho mình ăn ha. Dạ nấu ít. Nấu ít. Dạ. Anh nấu cơm vậy là thấy nó có kỳ không? Không, không có kỳ. Ổng nấu cơm ăn rất là ngon. Ngon. Dạ, đang đây ăn ngon lắm. Là sao ăn ngon đó nghe ơi? Là ngon là cũng như là tại cũng như gần kế bên nhà hờ đó, gần gũi ăn nó ngon hơn. Còn ăn cơm bên vợ? Ăn bên vợ cũng ngon, chỗ nào cũng ngon. Mà chỗ nào ngon nhất? Dạ, chỗ này ngon nhất. Ăn cơm với vợ ngon không? Dạ ngon. Sao nãy nói với em là không ngon? Ngon, ý em nói là cũng như khách khứa bạn bè mình lại nói chuyện mình nó hơi xen vào cái nó hơi khó nghe. Xen vào sao? Nó nói xen vào cái mình cứng hàm liền. Cứng hàm? Dạ. Là nói chuyện ra rất là cứng hàm. Rất là cứng hàm. Cứng hàm là như là khó nói, khó nói chuyện xen vào, khó nói chuyện. Ừ, ví dụ? Ví dụ như bốn anh em mình chơi giỡn đùa giỡn với nhau, bốn anh em mình đang đùa giỡn với nhau không? Ừ. Có người khác xen vào với là thấy nó khó coi liền. Ừ. Chia cách anh em. Chia cách rất là khó coi. Vậy lúc đó sao mình không dạy vợ mình nói để cho anh nói chuyện với bạn bè? Có, tôi nói em có nói là với vợ, nói là ông cứ ngầu làm hình làm hế đi, mấy anh có dơ tiền cho thầy hợ rồi em khỏi lo vậy đó. Người ta có dơ tiền cho thầy hợ gầu là mình cứ làm hình đi, tự động là cũng có cái nhà hở nữa, cần gì mình phải nhúng tay vô cho mệt, cho nó mệt nữa. Bị mình cái kiểu như mình có dòm gầu, mình có dòm cái nhà gầu mình biết, có nhúng vô để cho thầy hở tao lại tao làm. Nói mấy anh có dơ tiền gầu mình đi xen vào chi, vợ xen vào sao mà anh nói vậy? Cũng như cái là như xen vào là vợ mình nó yếu nên tôi mới nói như vậy. Yếu là sao? Cũng như nó yếu nghề á, để cho thầy hở tao làm. Vợ nó nói sao? Cũng như nó yếu, cũng như là nó không có biết khi chuyện gì đó, mình kêu nó làm hình làm hế đi, để cho hầy hở nó lợn người ta say, vậy đó cho chắc ăn hơn. Rồi anh nói vậy thì vợ nói làm sao? Thì nó nói là nó biết rồi, nó mới làm hình đó. Vậy hả? Dạ. Vậy là ai đúng ai sai? Mấy thằng hợ nó đúng hơn. Còn anh? Cũng như mấy anh tôi cũng như néo qua bên để cho hầy hở người ta. Các nhà hả? Kiểu như thầy hợ ta xây cho nó chắc chắn đẹp hơn vậy đó. Mình cũng như mình nhúng vô mình không có biết gì đâu, mình lợi đó mình nói khơi khơi hoài. Người ta như anh em lợi, người ta bạn bè lợi, người ta đâu có biết cái chuyện gì mà để mà người ta giúp đỡ cho mình, hiểu không? Mình phải néo qua bên để giờ thầy hợ người ta làm. Mình có gợi ý gì với thầy thợ cắt nhà cho đẹp không? Cũng như là mình cảm ơn thầy hợ vậy đó. Có gợi ý là cắt nhà tầng nhà lầu gì không? Dạ, cảm ơn mấy anh hợ vậy đó. Cảm ơn ha. Dạ, cảm ơn mấy anh thợ. Mình có nói với mấy thầy thợ là thôi bây giờ ngôi nhà này tôi thấy là cắt vậy chưa đẹp không, mấy ổng có ra bản vẽ thì cắt đẹp không? Dạ có, cũng như mình làm hình làm hế như là ổng tự động cắt lên nó mới đẹp. Dạ. Mình nhúng tay vô cái nó không có đẹp. Không đẹp là sao? Dạ, cũng như mình lợi mình nói thế này thế nọ hoài, người ta cắt đâu có đẹp. Sao người ta? Mình phải ngầu mình làm hình để cho người ta biết người ta cắt. Còn mình không có biết gì đơn sao cắt được. Mình làm thinh người ta nói mình không có ý kiến người ta cắt không đẹp. Đó, để cho thầy hợ, vậy mà tôi nhìn tôi biết. Mình cứ làm hình đi, tự động là ổng cắt lên liền. Còn mình nói? Còn mình nói xen vào cái là ổng lòng cổng khó cắt. Mình làm hình đi là tự động mình dơ tiền ổng cái là ổng lại ổng cắt là ngay trăng. Ngay trăng. Vậy là mình nên im lặng để cho người ta cắt. Mình né qua bên để cho thầy hợ người ta cắt. Rồi thời gian tới có nhà cho vợ thấy vui hay buồn? Vui. Vui rồi sao? Dạ vui là được mấy anh thợ là cắt nhà cho má của em tỉnh gì đó. Sao hồi đó em nghe anh nói là cái gì mà thôi đừng cắt cho trển? Dạ cũng như là mình cũng đi kinh để mà mình cầu xin để cho người ta là cắt cho nhà của má em tỉnh gì đó. Cho con cái mình ở cho nó đẹp ha. Dạ. Nãy giờ anh đi lễ cầu xin điều gì anh Tú? Cầu xin cũng như là để cho thầy hợ lại để mà cắt nhà cho má của em đến để cho đẹp đó. Sao mà em nghe anh nói với người ta là anh đi bắt ốc bây giờ đi bằng xe hơi không ạ? Cũng như mình giả bộ mình bà hỏi mình giả bộ mình chế tạo ra mình nói đi bắt ốc và đi vô bằng xe hơi. Nếu mà đi bộ thì bảo gỡ bá tách nọ sao phải không? Mình cũng phải nói đi xe hơi, mình giả bộ mình cái chuyện không có mà nhưng mà mình đặt chuyện ra mình nói như vậy, hiểu không? Cho nó sang trọng hơn. Chứ nếu mà đi bộ thì cái tiếng đi bộ thì nó hơi khó nghe. Khó nghe. Mình với bộ mình gạt bả, mình nói đi xe hơi đâu. Rồi bả biết là mình nói gạt bả buồn sao? Không có buồn, bị bả ở đằng xa mình ở trong đồng sao bả biết được. Bả nói mà cái ba muốn bả ghé bả nói là hơi Tú ơi mày chở chị đi xe hơi bắt ốc rồi sao? Thì mình nói giả bộ mình nói chở xe hơi đi bắt ốc gì đi cho nó cái sự cho bả đừng có quở trách mình. Để cho mình né qua bên cho nó nhẹ. Chứ nếu mà mình nói ra vậy cái mấy bả biết. Bả đằng sau bả biết nó đi xe hơi rồi. Dữ ha. Mà ở trong đồng sao xe hơi chạy vô được, nó dốc vậy tao biết á. thì cái chuyện không có, không, cái chuyện không có mà nhưng mà mình đặt chuyện ra mình nói như vậy để cho mấy bà tin, hiểu không? À. Tin để mà bà gỡ tiền vô cho mình cắt nhà. Nếu mà mình không nói gì làm sao mà bà gỡ vô. Anh nói anh đi mỏ bằng xe hơi, chỉ nói anh giàu quá rồi, chỉ đâu có gỡ rồi sao? À, cái chuyện như cái chuyện mình, cái chuyện không có mà nhưng mà cái ý mình muốn đặt chuyện ra mình nói như vậy để cho mấy bả, cho nó là ăn tiếng nói của mình nó dễ nghe. Đúng không? Rồi, đúng rồi. Chứ nếu mà mình đi bộ thì... nó kỳ quá. Ừ. Nói chuyện thì nó hơi khó nghe. Đúng rồi. Mà em hỏi nè, là anh đặt chuyện ra vậy là hổm gài anh than nhà anh nghèo gì, nhà anh có nghèo thiệt không? Dạ nghèo mình mới đi vô mà hóc đó. Sao anh có đặt chuyện không trời? Cái kiểu như là tôi cũng như là thấy anh ở bển qua, là giữa chỗ cũng như tôi thương anh. Tôi mới phụ tiếp anh để mà đi bắt ốc để mà cho anh xem coi chơi gì thôi. Chứ thật tế ra là tôi cũng không biết anh gành nữa, mà nhưng mà có một cái là giữa chỗ là thấy anh qua anh giúp đỡ cho anh Tám cái cắt cái nhà, căn nhà này lên nè. Tôi mới hồi mới thì qua tôi không biết, nhưng này tôi nhìn kỹ lại rồi tôi mới biết. Biết ai? Biết anh á. Tên gì? Không biết mà nhưng mà có cái như là từ từ mình cũng dọ dẫm để mà mình đi hỏi thăm bạn bè anh em mình cho biết cái tên của anh vậy đó. Biết em tên gì không? Dạ biết. Tên gì? Anh Út. Anh này gì qua tên Út Đồng. Một đồng. Anh này còn là anh này chưa biết. Anh này tên gì nói hôm qua đó. Qua nói tên Tuấn gì đó. Anh tên Tuấn. Hả? Út Tuấn. Trời ơi trời. Tên anh Út Tuấn. Tên anh Út Tuấn. Ôi sao tự nhiên mấy cái tên của anh rất là đặt cái tên nó rất là khó nghe. Tên của em hả? Dạ. Sao có nghe? Cái tên cái tiếng nó rất là mình dậu vô ở trong cái khoảng cách con người của mình dội, mình có cái máy mình dội vô, mình dội vô cái con người của anh á, đúng không? Nó rất là cái tiếng của anh ở trong người của anh á, là tôi gọi hoàn toàn vô, là tôi gọi trong người của anh là tên dưới luôn, phải không? Tôi gọi ngay trăng của anh. Tôi chụp vô cái máy, tôi chụp vô là cái tiếng của anh nó rất là đặt cái tên cha mẹ của mình, đặt cái tên nó rất là nó khó nghe. Là tên Tuấn đấy ha. Là tên Tuấn. Tên em hả? Sao tên Tuấn bên đây mà chỉ bên đây? Anh này nè. Là sao gọi vô sao nói lại. Mình có cái máy gà vô, mình gà vô cái bộ phận ở trong con người của anh á. Cái tên cha mẹ của mình đặt nó rất là nó khó nghe. Rồi bây giờ đặt tên gì là dễ nghe? Thì mình đặt tên gì cũng được, nhưng mà có một cái tôi gọi vô cái tên của anh nó rất là khó nghe. Khó là sao? Thì cũng như thì tôi nói vậy là cũng như về anh cũng nằm đêm anh cũng suy nghĩ là trong cái khoảng cách ở trong cái con người của mình. Thì mình cũng có máy móc mình gà vô mình coi thì mình cũng biết rồi, ở cần gì phải nói ra chi. Vậy bây giờ đổi lại gì cho nó gà lại cho nó dễ nghe. Thì mình anh gợi ý em tên đây. Thì về tỉnh mà về bển mình cũng sửa tên mình lại. Ví dụ sửa tên gì? Thì mình cũng phải con người của mình, mỗi con người đó, thì mình cũng phải đặt ra hai cái tên nó mới đúng hơn. Cũng như cha mẹ mình như khờ khạo không biết cái chuyện khó gì phải không? Mình cũng phải chế tạo ra đặt nó hai tên nó mới đúng. Có một tên thì nó hơi khó nghe. Anh mấy tên? Chế tạo ra hai tên đó. Anh mấy tên? Con người của mình phải chế tạo ra hai tên nó mới đúng. Anh là tên tôi tên Tú. Như tên gì nữa anh? Hả? Ngoài cái tên Tú còn tên gì nữa? Thì đặt mẹ tên gì cũng được. Nhưng ví dụ thì ví dụ mình đặt tên gì cũng được nữa. Tên gì cũng được là tên gì mới được. Ví dụ đi. Ví dụ tôi tên Tú không? Mình đặt trong đó là cái vụ tên cũng như tên Duyên cũng nói đi. Tú Duyên. Tú Duyên đi. Còn em tên lỡ tên Tuấn đặt thêm tên gì nữa? Tên Tuấn thì mình đặt tên Tuấn thì mình đặt tên anh Hai đi. Tên anh Hai là im hả? Anh Hai là cũng như là anh Hai Minh đi. Anh Hai Minh. Hay ha. Cái tên anh Hai Minh đi. Mai mốt gọi em là gì? Anh Hai Minh. Anh Hai Minh ha. Là chỗ đẹp chứ tên kia nó hơi bị khó nghe đúng không? Con người của mình phải dậu vô hai tên, bị mình đã có cái máy móc mình đã gà rồi mình mới nói ra. Ừ. Anh Tú, tên Minh là Sáng đó ha. Minh là Sáng. Còn Tú là anh lấy cái tên thứ hai là tên Duyên đúng không? Dạ. Là Tú là có duyên. Dạ. Đúng không? Dạ dạ dạ. Rồi Minh là vì sao anh nghĩ anh đặt cho em cái tên Minh sao mà nó đẹp chứ gì? Tại vì cái kiểu như con người của mình nó có một tên à, mình phải chế tạo ra nó tới hai tên nó mới đúng. Nó mới gạn ngời của con người của mình mới sáng sủa sao? Ờ nó mới hợp. Nó mới hợp. Chứ hình như là một tên hơi bị yếu đúng không? Ờ hai tên nó mới chắc ăn. Hai tên mới chắc ăn hả? Dạ. Là nghe tên tuổi là anh gà vô rồi là anh biết nó không im liền hả? Mình có cái máy móc mình gọi gà vô trong mình dòm là mình biết liền. Còn cái tên thứ hai có của... cái máy gà mà. Theo như em tên Út, cái tên thứ hai là đặt cho em tên gì? Tên Út là mình phải tên Út này mình phải đặt cho cái tên tên Út tên gì tên Út rồi mình đặt tên Anh Quân đi. Anh Quân luôn. Vì sao lấy tên Anh Quân anh? Thì cũng như là mình đặt hai tên vậy đó. Tên Quân cũng đẹp. Tên Út Quân. Út Quân. Còn đây là gì mới đặt là gì? Anh Hai Minh. Anh Hai Minh. Hai Minh hả? Còn anh Đồng. Anh Đồng này đặt tên là Út Đồng, rồi đặt tên mình còn phải lựa vô đặt tên cho vô thế kìa. Út Đồng này cũng như là đặt tên là Anh Nghĩa đi. Tên Anh Nghĩa đi. Cho đẹp ha. Có nghĩa luôn. Là ý nghĩa của đồng tiền đó. Phải không? Chứ không phải là ảnh một đồng mà đặt xuống cái còn không đồng đi bà. Đặt tên Anh Hai Nghĩa đi. Anh Hai Tú là ý nghĩa đó, anh Đồng là đồng nghĩa đó, phải không? Đồng nghĩa. Mai mốt nhớ gọi nha, nhớ gọi em là anh Hai Minh nha. Dạ. Vậy nhớ không? Sớm giờ nói ra rọi vô trong người mà rọi bằng cái máy gì ta? Mình có cái máy gà như là cái máy siêu âm. Gà anh vô. Anh có không? Dạ có. Có máy siêu âm luôn. Dạ gà vô là biết liền. Máy siêu âm đâu? Ở trong con người của mình á. Máy chụp gà vô. Cái đó ai cho anh? Bị cái kiểu như cha mẹ của mình thì cũng như sanh ra không? Cái bộ phận ở trong cái con người của mình sáng suốt mình gà mình gọi vô, mình chụp vô, mình gà vô trong cái bộ máy của mình là mình nhìn là mình biết liền. Hình ảnh của ai ở bên trong là mình nhìn là mình biết liền. Anh nhìn thấy luôn? Dạ thấy. Là thấy tên tuổi là nó dội vô là nó kỳ à. Cũng như ở trong cái bộn phận của cha mẹ của anh đó, anh Hai Minh đó, là ở trong cái bộn phận ở trong con người của anh đó. Cha mẹ của anh đặt cái gì vô ở bên trong thì tôi không biết nghe. Mà nhưng mà có cái mình nhìn vô cái khoảng cách ở trong con người của mình là tôi biết là người nào tôi biết. Là nhìn thấy được luôn. Là cũng như cha mẹ của anh là cũng như là dòng họ của anh ở bển á. Ai có làm tặc sai quấy gì với anh tôi không cần thiết, mà nhưng mà có cái ta làm cái chuyện gì không phải với anh đó. Anh phải nịch lợi mà đi để mà mình đi cầu xin cầu nguyện như vậy đó cho con người của mình nó hết bệnh vậy đó. Khỏe mạnh là nịch lại. Nịch cái gì? Nịch lại để mà mình đi vô chùa vô miễu mình đi coi xem tai xem bói để cho con người của mình hết bệnh vậy đó. Không có tiền lấy gì xem thì mình cũng phải đi hỏi thăm cha mẹ của mình để mà mình tìm hiểu thêm. Chứ bây giờ lý do sao mà con người của mình nó sanh ra như vậy, lý do sao là đặt tên tuổi là cái tôi nói là cũng như cái bộ máy ở trong con người của ông á. Hiểu rồi. Anh em với dòng họ của ông á, làm mấy cái chuyện gì không phải á, người ta làm cái dân tặc á. Mình mới tìm hiểu hỏi thăm cha mẹ tìm hiểu thêm. Có nghĩa là bây giờ mình chưa còn nhỏ là để mà mình đi lợ thầy bà để mà xem tai xem bói để mà tị cho nó đúng hơn. Đúng rồi. Mình nói gì biết gầu ở cần gì phải nói bà tẹt hay từ cái tên mà anh coi bói luôn trời. Còn em anh Tú thì còn ông thì cũng như cái bộ máy của ông trong con người của ông thì nó cũng y gan vậy, mà nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu thêm tại sao mà nó như vậy, mình cũng phải đi tìm đi tìm kiếm thêm vậy đó. Tìm kiếm ở đâu anh? Thì tìm kiếm mình cũng phải dò dẫm, thì cái chuyện mình nói cái chuyện đơn sơ con người của mình. Thấy anh này nè, ảnh giàu sang không? Mỗi một cái con người của mình nó khác nhau, cái hoàn cảnh nó khác nhau. Thì mình nói như vậy đi, cái bộ máy mình tùy theo cái bộ máy. Còn bộ máy này nó tốt, còn bộ máy này nó xấu là tất nhiên là do nơi cũng cái dòng họ anh em mình nó làm mấy cái chuyện gì không đúng với mình rồi. Thì mình biết cái bộ máy mình nó làm cho con người của mình, cái bộ não của mình nó không được vui vẻ, là mình biết bên trong sao rồi. Là cái dòng tộc mình nó cũng ghét gơ mình, là hoặc là cái chuyện gì đó. Nên nó làm mấy cái chuyện không đúng, làm cho con người của mình, cái bộ não của mình nó không được vui. Thì mình phải đi tìm cách mình đi tị, đúng không? Còn em? Ông thì cái bộ máy thì nó khác, bộ máy con người của ông thì nó khác. Bộ máy tốt hay là xấu? Tốt. Tốt, tùy theo cái bộ máy. Thì cái tôi nói mỗi một cái con người nó khác nhau, nó có cái bộ máy khác nhau. Nếu mà cái là người ta làm mấy cái chuyện gì không phải với mình thì mình đi là thầy bà để mà xem tay xem bói để mà mình đi tị cho nó đúng cách hơn. Hồi đó giờ anh có xem không? Dạ xem. Anh có đi xem không? Tôi không xem mà, nhưng mà có cái là tôi ngầu tại chỗ, tôi có cái máy gà tôi nhìn sơ qua là tôi biết rồi, khỏi cần gì phải nói chuyện ra cho nó nhiều lời để mà người ta quở người ta quan mình. Có cái máy gà, máy siêu âm luôn, máy siêu âm để mà mình gà mình chụp vô cái bộ máy mình coi tốt không, nếu mà không tốt là cũng như anh em mình hoặc là ai đó ta làm không đúng với mình. Vậy là mình đi tìm, có khi nhiều lúc nó làm cho cái bộ bộ não của mình nó gấu trung lên đi. Gấu trung lên là con người của mình nó không còn biết để mà nó làm cho con người của mình nó lăn xăng. Lăn xăng là lăn xộn hả? Lăn xăng thế này thế nọ, nó làm cho con người của mình mằn ăn không được. Lăn xăng là sao? Lăn xăng là cái bộ não của mình nó lại gần người ta, nó hay lộng cộng dấp cái này dấp cái nọ, là do nơi cũng có bộ não, do nơi là anh em dòng họ của mình nó làm mấy cái chuyện gì không đúng á, nó mới ảnh hưởng về mấy cái câu chuyện đó. Bộ não mình nó quan trọng dữ không? Quan trọng mà, nhưng mà con gái mình cũng phải đi lại nhà thờ để mà cầu xin cầu nguyện để mà mình đi đến nơi nào mình nghỉ ngơi, mình ngủ ngơi cho nó yên giấc. Nay anh Tú là nói là quá nhiều luôn mà đặt tên đẹp đẹp không ha. Quay lại cái nay là thấy đẹp trai hơn mọi ngày nè. Là một là anh đặt tên quá hay, hình như là bộ não của anh là nó không có bị lăn xăng á. Cái bộ não của em á, không phải mà em nói cái gì mà, nhưng mà giữa chỗ cái việc mà họ xây nhà cho khách khứa, xây nhà công việc lớn á, mình phải né qua bên để cho người ta biết ta làm. Còn mình yếu là đó, là cái bộ não của mình yếu mà, là đó nó làm là nó hay lấp vấp với vợ con lắm, nên tôi không chịu lăn gằn. Chứ không phải mà tôi không hơn vợ tôi, nhưng mà có cái giữa chỗ mình cũng phải né qua một bên để cho hài hở để xây dựng lên. Thấy xây dựng nhà này là thấy tưởng tượng là thấy đẹp không? Dạ đẹp, nhìn vô là đẹp mà, nhưng mà có cái mình phải để cho họ làm. Đúng rồi, thợ người ta có nghề nghiệp ta làm. Chứ mình đâu, ta ngang mình đâu biết gì đâu. Thầy họ người ta làm cho nó đúng hơn. Thôi bây giờ nói lời chào với mấy chị, mấy chú, mấy anh gì đi. Là cảm ơn mấy chú nữa để mà giúp đỡ cho em, là nhớ lại ba cái chuyện cái bộ não của mình để cho mình bằng ăn cho nó thành công, nó bớt lăn xăng, cho nó bớt lăn xăng. Hôm nay thì em rất là vui tại vì em được một cái tên mới ha. Rồi bây giờ em muốn hỏi lại anh Tú á, là ba cái tên anh vừa đặt thì anh nói lại giùm em cái nữa coi. Em tên gì? Tên anh Nghĩa. Rồi anh này tên anh Út. Đặt tên thứ hai là tên gì? Tên em trước đi, Anh Hai Minh. Còn em? Anh chú Út đặt tên gì? Mình sớm nói anh Hai gì đó, anh Hai Minh, rồi này anh Một Đồng, Út Đồng. Còn em tên gì? Tên mẹ gì đó mới hay là quên, là ông nhớ không? Em tên gì? Em đặt tên anh của anh Mới nói đúng rồi đó. Mới nói đúng rồi. Tên gì? Anh gì? Út Lòng là tên... là tên gì... Mới nói đúng mà qua luôn này. Để cho anh nói lại coi. Tên anh Quấn đi. Quấn hay là Quân? Quân. Tên anh Quân. Anh Quân. Bây giờ nhớ đó nghe. Anh Quân. Mai mốt gặp là phải kêu vậy nghe. Tên Quân. Thôi chào tất cả các cô bác anh chị đi, rồi mình nghỉ ngơi, đang chiều đi mò ốc. Nói đi. Chào khán giả, cô bác anh chị. Cảm ơn anh chị. Mấy anh ở bển gì đó. Cảm ơn anh chị ở bên Vết Bệnh. Đã sao? Để mà qua giúp đỡ cho gia đình của anh Tám. Thật ra là em khổ là em chỉ đặt chuyện thôi chứ em giàu lắm. Dạ. Nói đi. Dạ, xin cảm ơn. Em nhà em Tú khổ là em chỉ đặt chuyện thôi chứ em giàu lắm. Giàu lắm nha. Ừ. Dạ. Anh nói đi. Cảm ơn. Rồi nói đi anh nói. Cảm ơn anh Hai, anh Hai Minh. Rồi, tự nhiên có tên Minh luôn chắc này có. Cảm ơn anh Quân. Anh Quân đâu, anh Quân đâu đó, anh Quân. Anh là tên gì? Rồi thôi Út Nhứt làm gì làm đi. Em với mấy anh em về ha, chiều mình gặp nhau ha. Dạ.